Trong môn đốn ngộ, lẽ phải trực nhận bản thể, lật ngược lại cái bản mê của lớp 1, 2 ở trước. Trong lớp thứ 2 sau, do sợ khổ sanh tử, phát ba tâm tự độ, độ tha, đổ sanh tử trong lục đạo thứ 10 trước. Lớp thứ 3 sau, tu năm hạnh trả với tạo nghiệp thứ 9 trước. Lớp thứ 4 sau, ba tâm khai phát trả với tam độc thứ 8 trước. Lớp thứ 5 sau, chứng ngã không trả giới chấp ngã thứ 7 trước. Lớp thứ 6 sau, chứng pháp không trả giới chấp pháp thứ 6 trước. Lớp thứ 7 sau, sắc tự tại trả với cảnh giới thứ 5 trước. Lớp thứ 8 sau, tâm tự tại trả giới hai thấy thứ 4 trước. Lớp thứ 9 sau, lìa niệm trả giới niệm khởi thứ 3 trước. Lớp thứ 10 sau, thành Phật. Phật không có thể riêng, chỉ là thủy giác, trả giới bất giác thứ hai trước, hợp với bản giác thứ nhất trước. Thủy giác, bản giác không hai, chỉ là chân như hiển hiện, gọi là pháp giới thân đại giác, cùng mới ngộ không có hai thể. Thứ lớp tuần nghịch sai khác là do đây vậy. Đoạn này ngài tuần tự đối chiếu cho thấy 10 lớp mê ngộ tuần nghịch nhau. Đọc lại 10 lớp mê trước và 10 lớp ngộ sau thì hiểu không cần giảng. Một tức nhân gồm biển quả, 10 tức quả suốt nguồn nhân. Kinh Niết Bàn nói phát tâm và cứu cánh hai thứ không khác. Kinh Hoa Nghiêm nói khi mới phát tâm được A Nậu Bồ Đề, chính là ý này vậy. Lớp thứ nhất sau nói ngộ được nơi mình có chân tâm bản giác, tức là nhận ra cái nhân để thành quả Phật sau này, nên nói một tức nhân gồm biển quả. Khi thành Phật chỉ nhận ra cái sẵn có của mình, gọi là quả suốt nguồn nhân. Nghiên cứu kỹ văn trước, đối chiếu khám phá xem mình, người và hiền thánh là đồng hay khác, là chân hay vọng, ta ở tại môn nào, Phật ở tại vị nào, là thể riêng biệt, là cùng đồng nguồn, liền tự nhiên không chấp nơi phàm phu, không tiếm làm vị thánh, không mê đắm ái kiến, không suy nhượng Phật tâm. Đọc kỹ đoạn văn trước, 10 lớp mê và 10 lớp ngộ, rồi tự kiểm điểm lại, xem mình ở lớp nào, còn ở trong 10 lớp mê hay đã qua 10 lớp ngộ, đã nhận ra mình có chân tâm bản giác hay đã phát bi, trí tuệ, chứng bồ đề, vân vân. Tôi xin nhắc quý vị, tu là phải trung thực với chính mình. Mình còn dở thì nhận mình dở để nỗ lực tiến tu. Nếu mình có chút tiến bộ, biết mình có chút tiến bộ thì cũng phải nỗ lực tiến thêm nữa. Có tinh thần tự giác, chúng ta tu để tiến và khỏi rơi vào hai cái bệnh tự khinh và khẩu đầu thiền. Người tự khinh thì chấp mình là phàm phu, thì kiếp kiếp làm phàm phu. Thánh đạo mình không có phần. Người mắc bệnh khẩu đầu thiền thì ngoài miệng cứ nói vọng thánh, mà tự thân tâm còn nhiều tham sân phiền não, phàm phu như mọi người. Nhưng 10 lớp trước là trong tạng kinh để đối trị phiền não trong pháp thân và nguyên do sanh khởi, dần dần tăng thêm cho đến trạng thái thô trọng. 10 lớp trước trong kinh là để đối trị phiền não trong pháp thân. Pháp thân là chỉ cho bản giác, do mê bản giác nên khởi ra phiền não từ tế đến thô, cho đến giai đoạn thô tạo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử. 10 lớp sau là pháp thân, tinh thầy uống thuốc ra bồ hôi bệnh lành, dùng thuốc trúng bệnh dần thuyên giảm cho đến trạng thái bình phục. Như có người thân thể lành lặn tài giỏi, chợt mắc bệnh dần dần gia tăng cho đến gần tắt thở, chỉ tim đầu còn ấm, bỗng gặp thầy thuốc hay, biết bệnh kia có thể cứu, gắn đổ thần dược, kia liền tỉnh lại. Lúc đầu chưa nói năng, đến nói năng được, dần dần bước đi cho đến bình phục. Những tài nghề đã biết đều đem thi thố, dùng pháp mỗi mỗi đối hợp thì có nghi nào mà chẳng hết. Thế là biết tất cả chúng sanh không thể có tác dụng thần biến, chỉ do bệnh mê lầm của nghiệp thức trói cột, không phải pháp thân của ta chẳng đủ diệu đức. Có người ngu hỏi rằng, ông đã đốn ngộ tức là Phật, tại sao không phóng quang? Hỏi thế có khác gì bảo người bệnh chưa bình phục thi thố những tài năng của mình? Xong, thế y cho thuốc, trước phải bắt mạch. Nếu không nhận bệnh trạng nặng nhẹ thì đâu rành bài thuốc nào đúng chẳng đúng. Nếu không nhằm giảm bớt nhiều ít thì đâu luận được pháp tác bệnh lý. Pháp y cũng vậy. 10 lớp sau chỉ cho người ngộ được pháp thân,
rồi tuần tự tiến tu cho đến khi viên mãn thành Phật. Cũng như người bệnh nặng tin thầy thuốc, dùng thuốc chúng bệnh, dần dần bệnh thuyên giảm cho đến trạng thái bình phục. Ví dụ, có người võ sĩ võ nghệ cao cường, một hôm bị bệnh trầm trọng gần tắt thở, chỉ còn hơi ấm ở ngực và đầu, bỗng gặp thầy thuốc hay, xem mạch cho uống thuốc, thuốc thấm dần bệnh thuyên giảm. Người ấy cử động được tay chân, rồi ăn uống cho đến lành mạnh. Khi bình phục hẳn, ông liền biểu diễn những võ nghệ mà ông đã biết. Nếu trong lúc ông ấy mới bớt bệnh thì không thể biểu diễn tài nghệ được vì chưa đủ sức khỏe. Cũng vậy, mỗi người chúng ta đều có tánh giác, nhưng quên nó nên phiền não dấy khởi, tạo nghiệp thọ khổ sanh tử luân hồi trong sáu đường. Bây giờ nhân nơi kinh điển Phật dạy, nhân nơi thầy bạn nhắc nhở, chúng ta tỉnh giác và cải sửa tất cả những hành vi mê lầm, từ từ chuyển mê thành giác. Mới vừa tỉnh giác, vừa biết pháp tu thì không thể phóng quang hiện thần thông như Phật được. Hiểu được ý này, quý vị sẽ an ổn trong khi tiến tu, không cầu mong mình tu cho mau đắc quả hoặc có thần thông diệu dụng. Vì có lắm người trong khi tu cứ mong thấy những tướng lạ hoặc biết quá khứ vị lai. Họ không biết rằng mình là kẻ bệnh nặng. Khi thực hành pháp tu của Phật dạy, giống như người bệnh dùng thuốc, họ không mong dẹp hết bệnh phiền não, nghiệp chướng, cứ mong thấy những tướng lạ linh nghiệm. Tu như thế bệnh càng tăng, vì còn mong ước là còn tham, mà còn tham là còn tạo nghiệp sanh tử luân hồi. Hơn nữa tu như thế e lạc vào đường tà. Vì vậy tôi thường nhắc tăng ni và Phật tử, trong khi tu đừng ham có thần thông tướng lạ mà cốt dẹp cho hết phiền não. Phiền não sạch thì từ nơi tâm thanh tịnh sẽ lưu xuất ra muôn ngàn diệu dục. Hiện giờ Phật tử có cái bệnh là nghe người quảng cáo tu 3 tháng, 7 tháng xuất hồn ngao du các thế giới, gặp Phật Bồ Tát giáo hóa. Tu như vậy mau và dễ quá, ham lắm. Tuy nhiên chúng ta phải xét cho thật kỹ, khi người chưa hết phiền não thì dù có ngao du ở đâu rồi cũng phải trở lại cõi trần gian này để thọ báo đau khổ như thường. Còn một điều lầm lẫn của Phật tử nữa là nghe nói chỗ này Phật hiện, chỗ kia Phật ra đời là tin ngay. Quý vị không rõ trong kinh Phật đã dạy rõ ràng, mỗi vị Phật ra đời giáo hóa có 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Khi nào ở thế gian không còn tượng Phật, không còn pháp Phật, kinh, luật, luận, không còn hình bóng tăng ni, thì giáo pháp của Đức Phật trước diệt mất và Đức Phật sau sẽ ra đời. Chư Phật không có làm việc trùng nhau, tức là không có vị Phật nào ra đời truyền bá giáo pháp trong khi Đức Phật trước còn để lại giáo lý. Hiện tại Phật giáo đang truyền bá khắp thế giới, tam tạng kinh điển còn đó, tượng Phật Thích Ca còn thờ trong các chùa, tăng ni còn đang tu theo chánh pháp, thì Phật tử nên nương theo giáo pháp của Đức Phật mà nỗ lực tiến tu. Chưa có một vị Phật nào ra đời khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca còn lưu hành ở thế gian. Nếu có thì chỉ có Bồ Tát hoặc La Hán thị hiện làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng các ngài không bao giờ tự xưng mình là Bồ Tát, La Hán. Nếu các ngài tự xưng mình là Thánh thì không phù hợp với chánh pháp và quý vị không nên tin theo. Vì vậy, nay thuật đủ mê ngộ, mỗi cái gốc ngọn có 10 lớp. Đem chỗ sâu cạn của kinh luận kết chung lại làm 3 thứ, đối chiếu nhau như chỉ vật trong bàn tay. Khuyên các học giả khéo tự an tâm tu hành, mặc dù theo hiểu một môn, cần phải thông đạt không ngại. Ngài khuyên người sao khi thấu suốt 3 tông không trái nhau, 10 lớp mê, 10 lớp ngộ rõ ràng, nên an tâm tu hành. Trong 3 tông 3 giáo, tu theo tông nào, giáo nào cũng được, nhưng phải thông suốt, đừng để cho mắc kẹt. Là không nên nghĩ theo thiên cuộc kia, e phải mênh mang không chỗ trở về. Cần phải xét thấu đáy nguồn, nghĩa là phân biệt đầu, bắp, ác khiến trong đồng thấy gì, chỗ gì mà đồng. Ảnh tượng trong gương sai khác trăm ngàn, chớ chấp đẹp xấu. Một tấm gương sáng, đâu kỵ sắc xanh vàng. Ngàn món đồ, một chất vàng, đều không cách trở. Một hạt châu, ngàn thứ bóng, vẫn không lẫn lộn. Lập chí vận tâm đồng với hư không, người lỗi xét niệm trong khoảng chợp mắt, thấy sắc nghe tiếng tự nghĩ như bóng như gian chăng, động thân khởi ý tự xét là Phật pháp chăng, thức ăn ngon dở tự tưởng không ưa chán chăng, mát mẻ lạnh nóng tự xem khỏi tránh tìm chăng, cho đến lời suy quỷ nhục đề cao khen chê khổ vui
mỗi mỗi biết rõ từ phản chiếu, thật được tinh ý như một chân. Nếu hẳn từ xét chưa được như vậy, tức là thấy sắc chưa như bóng, nghe tiếng chưa như âm gian vậy. Ngài dạy không nên cố chấp theo chỗ thấy riêng tư mà không nhận ra yếu chỉ của sự tu hành. Phải xét cho tột nguồn cội để thấy rõ lời Phật dạy, chỗ nào là đồng, chỗ nào là dị. Trong cái đồng có cái dị, trong cái dị có cái đồng. Như ảnh trong gương có trăm ngàn thứ sai biệt, nhưng biết rõ nó là bóng không thật thì không thấy bóng đẹp, bóng xấu. Ngài lại khuyên chúng ta phải lập chí cho vững, kiên cố như hư không. Vì hư không không có gì phá hoại được. Người lập chí vững chắc thì trên đường tu không thối chuyển, trong bốn oai nghi thường kiểm soát tâm mình cho thật kỹ, niệm dấy lên liền biết không theo, ấy là người lỗi xét niệm trong khoảng chớp mắt và tự xét mình. Khi thấy sắc như thấy bóng, khi nghe tiếng như nghe âm gian trong hư không chăng? Thân làm miệng nói, ý suy nghĩ của mình có hợp với Phật pháp chăng? Khi gặp thức ăn ngon có thấy thích khẩu, gặp thức ăn dở lòng không vui chăng? Có gan dạ chịu đựng lành nóng mũi mồng gió nắng chăng? Có cố tìm chỗ mát mẻ ấm cúng chăng? Cho đến tám gió thổi chẳng động chăng? Tám gió là: một, khi có nhiều tiền của, hoặc do mình làm ra hoặc được biếu tặng, tâm có vui mừng chăng? Hai, đang có tiền của mà làm ăn lỗ lã hay bị trộm cướp, vua quan đoạt hoặc quan gia phá tán, tâm có buồn chăng? Ba, người vô cớ làm nhục, tâm có buồn tức chăng? Bốn, được danh tiếng tốt đồn khắp gần xa, có thấy hài lòng chăng? Năm, được khen, tâm có thấy vui chăng? Sáu, bị chê trước mặt hay sau lưng, lòng có buồn chăng? Bảy, gặp cảnh khổ, thiếu ăn thiếu mặc, nhà cửa hư hoại, có thấy đau lòng chăng? Tám, gặp cảnh thật vui thật sung sướng, lòng có tham đắm chăng? Kiểm lại, khi nào tám gió ấy thổi đến mà tâm chúng ta như bất động, đó là đạt đạo. Người tu theo Phật không cần phép màu cao siêu quyền bí, chỉ cần tám gió thổi không động, bát phong suy bất động, đã là đắc đạo. Quý vị phải tự xét lại mình cho thật kỹ, nếu chưa được như vậy thì phải nỗ lực tiến tu, chớ có lơ là, ngày qua ngày mất đi sự lợi ích cho chính mình. Dù thật đốn ngộ, trọn phải tìm tu, chứ để như người nghèo trọn ngày đếm của báo cho kẻ khác, chính mình không được nửa tiền. Lục Tổ Đại Sư nói, Phật nói tất cả pháp vì độ tất cả tâm, ta không có tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. Người có thiện chí tu học phải lưu ý, nghiên cứu kinh luận nhiều, kiến giải Phật pháp sâu rộng, và cũng biết mình có chân tâm bản giác, nhưng không chịu tu tập, gạn lọc phiền não cho sạch. Mở miệng thì nói đạo lý rất hay, rất phù hợp với kinh điển, nhưng tự thân tâm thì còn đầy ấp tham sân si, chẳng khác nào nhân viên ngân hàng từ sáng đến chiều đếm tiền cho người mà trong túi không có đồng xu. Cũng vậy, chúng ta học đạo mà không chịu áp dụng sở học để tu hành, cứ lý thuyết thao thao bất tuyệt, dù suốt kiếp vẫn không được lợi ích. Lục Tổ nói, Đức Phật đối pháp nhiều vô lượng là vì độ tất cả tâm phiền não của chúng sanh, còn Ngài không có tâm phiền não nên không cần tất cả pháp. Sở dĩ Ngài nói như vậy là vì Ngài đã sạch phiền não nên không cần pháp, như người hết bệnh không cần thuốc. Người thời nay chỉ đem lời nói này mà khinh học kinh điển, sao không tự xem mình không tâm chăng? Nếu không tâm thì bát phong, tám thứ gió, lợi suy ở trên thổi không động. Nhiều người nghe Lục Tổ nói ta không tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp, liền dẫn chứng câu nói ấy và xem thường sự học kinh luật luận. Nhưng xét lại, mình đã không tâm phiền não chưa? Nếu còn nhiều tâm phiền não thì phải ráng mà học, và nhớ học kỹ để áp dụng tu hành thì không có lỗi. Nếu không tâm thì tám gió thổi không động an nhiên. Như Lục Tổ, khi vua Đường sai sứ đến thỉnh Ngài về kinh, Ngài cáo bệnh từ chỗ không đi. Lần thứ hai vua bảo sứ, nếu Ngài không đi thì đọc chiếu chỉ ra lệnh lấy thủ cấp đem về. Sứ thần y lệnh vua, đọc chiếu xong, Ngài ngửa cổ bảo cắt đầu đi. Ngài nói được làm được, người sao nói thì giỏi mà làm chẳng hay, vì chưa được không tâm như Ngài. Giả sử tập khí chưa hết, khi niệm sân thầm thầm khởi thì không có tâm đánh đập chửi mắng giết hại. Khi niệm tham thầm thầm khởi thì không có tâm kinh doanh mong cầu muốn mình được. Khi thấy người khác được vinh hạnh thì không có tâm tật đố mong hơn họ.
Trong tất cả thời, đối với thân mình không có tâm lo, đói, lạnh, không có tâm sợ người, khinh chê. Nếu như vậy, vân vân, cũng được gọi là không tất cả tâm. Đây gọi là tu đạo. Nếu được đối với cảnh trái thuận, trọn không tham, sân, yêu, ghét, đây gọi là đắc đạo. Mỗi mỗi nên phản chiếu, có bệnh liền trị, không bệnh chế dùng thuốc. Người tập khí chưa hết thì vẫn còn niềm tham, sân si, nhưng không thô lắm. Thầm thầm bên trong chứ không lộ ra việc làm, lời nói ấy cũng tạm gọi là không tất cả tâm. Nhưng không tâm trên phương tiện tu đạo chứ không phải trên phương tiện chứng đạo. Người nào đối tất cả cảnh thuận nghịch mà không khởi tâm tham, sân, yêu, ghét, ấy gọi là người đắc đạo. Chúng ta nên tự xét cho thật kỹ. Nếu thấy mình còn bệnh thì dùng thuốc để trị, nếu hết bệnh thì thuốc cũng không cần. Hỏi: tham sân tức không bèn gọi là không tất cả tâm, cần gì phải đối trị? Đáp: nếu vậy, ông này chợt mắc bệnh nặng, đau đớn, đau đớn tức không bèn gọi là không bệnh, cần gì phải uống thuốc? Nên biết tham sân không mà hay phát nghiệp, nghiệp cũng không mà hay chịu khổ, khổ cũng không, thì cái gì đau đớn khó chịu? Cho nên trước nói thể không thành sự, nếu cho nghiệp tức không, không thì cái gì tạo nghiệp? Tức phải biết sự thiêu đốt khổ sở trong địa ngục cũng không, không thì cái gì đau đớn? Nếu bảo mặc tình đau đớn thì hiện nay giả sử có người lấy lửa đốt dao chặt, sao ông không để mặc tình? Này xem người học đạo nói một câu trái ý vẫn không thể chịu được, huống là mặc tình đốt chặt. Có người đặt câu hỏi: nếu tham sân tánh nó là không, tức là không tất cả tâm, cần gì phải đối trị? Ngài đáp: giả sử như ông mắc bệnh nặng đau đớn, cái đau đớn tánh nó là không, gọi là không bệnh, thì đâu cần uống thuốc. Theo tinh thần Bát Nhã, Phật dạy các pháp tự tánh là không, do duyên hợp giả có hình tướng. Tham sân tánh nó là không, nhưng khi duyên hợp thì nó liền thành nghiệp, nên nói thể không mà thành sự. Ví dụ tự tánh tham là không, nhưng khi mắt thấy cái đồng hồ đắt giá, niệm tham khởi lên không dừng được, khiến tài lấy cắp, không đợi người cho, ấy là đã tạo nghiệp ăn trộm. Khi nghiệp thành tức là chịu quả khổ, bị người bắt bớ đánh đập vân vân. Nghiệp tánh không nghĩa là tánh nó không cố định, có thể chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện vân vân. Nhưng khi đã tạo nghiệp xấu rồi thì phải chịu lấy quả báo xấu. Khi ngộ được lý thông của các pháp thì phải hằng dùng trí huệ quán chiếu để xúc duyên đối cảnh, không bị duyên cảnh làm phiền lụy. Nếu ngộ lý không mà không dùng trí huệ quán chiếu thường xuyên thì gặp cảnh liền sanh tâm tham sân vân vân, và phiền não dấy khởi, không thể nào không được. Cho nên ngài mới than: người học đạo thời nay nghe một câu nói trái tai không chịu được, huống là dao chặt lửa đốt. Ngài khuyên nếu chưa thấy các pháp là không thật thì chúng ta phải cố gắng chuyển nghiệp. Nếu không chuyển để nghiệp thành thì quả báo khó trốn. Biết thì phải biết cho rõ ràng, đừng nghe nói không rồi lầm chấp không, chẳng chịu bỏ ác tu thiện, mặc tình tạo nghiệp xấu thì quả khổ không sao tránh khỏi. Hỏi: từ trước đến đây trình bày ba thứ giáo, ba tông thiện, mười nguyên do, mười luân hồi sai khác và tu chứng, lại mỗi thứ có mười lớp lý đã cùng tột, sự đã đầy đủ, nghiên cứu tường tận để tu tâm, đâu cần phải đọc kinh tạng và tập kệ các thiền gia hơn trăm quyển. Đáp: chúng sanh bệnh mê lầm mỗi mỗi không đồng, số bằng cát bụi, đâu chỉ tám môn phương tiện của chư thánh mà có vô lượng môn, một tâm mà tánh tướng có vô lượng nghĩa. Từ trước đến đây nói ra chỉ nêu cương yếu, tuy chung lại không ngoài đã trình bày, mà dùng nó có thiên biến vạn nghệ, huống là tiên triết hậu tuấn, mỗi vị đều có sở trường. Thánh xưa, hiện nay, mỗi vị đều có đặc biệt khác, cho nên chép ghi kệ các thiệt gia. Có chỗ không hợp cũng không dám sửa đổi, chỉ có thiếu sót ý nghĩa thì chú thích cho đầy đủ, văn tự trùng lập chú cho rành rõ. Nhưng ở đoạn đầu của mỗi nhà, chú bình đại ý, nắm diện ý mới banh lưới, không thể bỏ lưới còn diện. Nắm bâu y mới mặc áo, không thể bỏ áo lấy bâu. Nếu chỉ biên tập mà không lời tựa, như có lưới không diện. Nếu chỉ lời tựa mà không biên tập, như có diện mà không lưới. Nên suy nghĩ kỹ khỏi phiền vấn nạn.
Nhưng bọn khắc kỷ độc thiện công ác tìm khắp. Nếu muốn vì người làm thầy, chỉ cần thông suốt gốc ngọn. Kẻ hiếu học khi dở xem, ác cần mỗi mỗi rành rõ ấy là nghĩa của tông nào giáo nào. Dùng nó không lầm đều thành diệu dược, dùng nó sai lạc đều thành phản ác. Song thứ lớp thiết tập không dễ gì sắp đặt, cứ theo phương tiện vào đạo tức hợp. Trước mở bài bổn tâm, kế thông lý sự, kế khen pháp thắng diệu, quở lỗi lầm thế gian, kế khuyên răn tu tập, sau chỉ bài phương tiện đối trị, tiến dần vào cửa. Này muốn y theo đó để biên tập, bèn thấy thầy trò chiêu mục, ngôi thờ trong thái miếu, điên đảo văn công ổn tiện. Giả như sau sáu đời phần nhiều nói nhất chân, Đạt Ma đại sư lại dạy bốn hành, không thể cháu lại để ở trước, tổ để rốt sau. Trong mấy ngày suy nghĩ việc này, muốn đem ngoài tông chỉ Đạt Ma lại trước, lại do các nhà kia dạy thiền nói lý, không thể làm thầy đời đời, chỉ là đạo thường phổ thông. Hoặc nhân kia công tu luyện đến chứng đắc, nên lấy đó dạy người, ngài cầu na. Hoặc nhân đọc học thánh, giáo sanh, hiểu biết liền dùng đó giếp chúng như ngài Huệ Văn. Hoặc quá hiện một thuở để đánh thức quần mê như Hòa Thượng Chí Công. Hoặc chí tiết thanh cao giữ pháp là mô phạm cho tăng lữ trong nước như Huệ Diễn. Hoặc ca ngâm chí đạo, hoặc kêu than kẻ phạm mê, hoặc chỉ giải thích nghĩa, hoặc chỉ khuyên tu hành, hoặc bao trùm các giáo mà không chỉ nam, hoặc riêng khen một môn sự không thông suốt, tuy đều ảnh hưởng trong thiền môn tiếng sáo êm đềm của Phật pháp, nếu trước sau y đó làm pháp của Phật Thích Ca thì chưa có thể được. Dùng tâm truyền nối chỉ có tông Đạt Ma, tâm là nguồn pháp, pháp nào chẳng đủ. Chuyên tu hành thiền, in tuồng cuộc một môn, tông truyền tâm, thật là thông cả tam học. Huống lại phân tận gốc, Tổ Ca Diếp A Nan là bẩm thụ Đức Thích Ca, đời đời truyền nhau, mỗi mỗi đích thân lãnh thọ 37 đời đến thầy tôi. Này biên tập theo thứ lớp, trước chép một tông Tổ Đạt Ma, kế biên lời thuật các thiền gia, sau viết thánh giáo ấn định một tông. Thánh giáo để sau, như thế gian trong tòa án, trước các luật sư cãi lẽ, sau cùng chánh án đoán định. Trong tông chính này, do sự tôn ti trật tự lần lượt làm thứ lớp, trong đó đốn tìm lẫn nhau, lý sự chen nhau, thay nhau để mở trói, tự nhiên tâm không còn chỗ trụ. Đạo ngộ tu đã đủ, giải hạnh nơi đây viên thông. Kế nhìn quanh các nhà để chỗ thấy nghe được trọng, sau rồi kính đọc thánh giáo, kinh để ấn định trước sau. Đâu chẳng nhân đây, chánh pháp còn lâu dài. Đoạn này ngài tóm kết ý nghĩa của bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập. Bộ sách này đã bị thất lạc, chúng tôi không được đọc bộ sách ấy nên không giải thích đoạn này. Chí tuy không mong cầu, nhưng tâm hộ pháp lý thần không thể quên tôi. Trong nối tiếp của tôi, tổ trước không thể bỏ, người hậu học không nên phụ tôi. Nếu không phụ, không quên, không bỏ, thì nguyện cùng những người đồng duyên chống hợp nơi hội chư Phật. Đoạn kết. Ngài làm ra bộ sách 100 quyển, ý không mong cầu điều gì, chỉ mong chánh pháp được truyền bá lâu dài, mong cho người học đạo biết được ngọn nguồn của Phật pháp. Với tâm nguyện ấy, chắc hộ pháp không quên ngài. Ngài ghi ngữ lục các thiền gia trành trẻ, ấy là công nối tiếp Phật pháp của ngài. Chư tổ trước không thể bỏ ngài, người hậu học là chúng ta, hiện trước không thể bỏ ngài. Người hậu học là chúng ta, hiện giờ được học luận này, biết rõ gốc ngọn của sự tu, xả bỏ những kiến chấp mê lầm từ lâu, thực hành đúng chánh pháp của Phật cho đến ngày viên mãn đạo quả vô thượng bồ đề. Ấy là chúng ta không phụ ơn ngài, và chúng ta sẽ cùng ngài gặp nhau nơi hội chư Phật. Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.diệupháp.net, thực hiện